Hà Kiều Anh phản hồi việc bấm điện thoại khi chấm thi Hoa hậu Hòa Bình. Hoa hậu Hà Kiều Anh đã có những phản hồi về ý kiến cho rằng cô mải mê bấm điện thoại trong khi chấm thi Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022. Chiều ngày 26 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo công bố vương miện cho Hoa hậu và 4 chiếc tiara dành cho các á hậu cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022. Buổi họp báo có sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Hòa Bình quốc tế Nguyễn Thúc Thủy Tiên, bà Phạm Kim Dung, chủ tịch Miss Grand Việt Nam. Hoa hậu Hà Kiều Anh, trưởng ban giám khảo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, phó trưởng ban giám khảo cùng nhiều hoa hậu, á hậu. Góp mặt với vai trò trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Hà Kiều Anh nhận được thắc mắc của giới truyền thông về việc khán giả thường bắt gặp cô mải mê bấm điện thoại khi chấm thi. Hà Kiều Anh chia sẻ vào những lúc giải lao giữa giờ, thỉnh thoảng cô có kiểm tra điện thoại. Cô không ngờ những hình ảnh của mình vô tình lọt vào ống kính máy quay lại gây ra sự hiểu lầm rằng mình không tập trung chấm thi. Hà Kiều Anh nói do bàn của ban giám khảo được bố trí khá xa khu vực sân khấu chính nên thỉnh thoảng cô theo dõi qua livestream để nắm bắt được toàn cảnh và có những cái nhìn cận, cảnh rõ nét hơn vào từng thí sinh. Với cương vị giám khảo, Hà Kiều Anh cho biết cô và các thành viên khác thường xuyên theo dõi xa sao các thí sinh ngay cả lúc luyện tập và trong hậu trường để hiểu rõ về tính cách và hoàn cảnh của từng người. Nếu chỉ qua một khoảnh khắc đó mà đánh giá rằng Hà Kiều Anh không tập trung chấm thi là không đúng. Kiều Anh thấy mình luôn hoàn thành tốt trách nhiệm tại cuộc thi năm nay, cô nói. Hà Kiều Anh cũng khẳng định năm nay các thành viên ban giám khảo đều chấm thi nghiêm túc và nhiệt tình. Những gì mọi người nhìn thấy không phải là tổng quan. Chúng tôi luôn theo sát thí sinh từng ngày từng giờ, ngay cả khi chưa trang điểm. Có những cuộc họp tới 5 giờ sáng để xem lại hình ảnh của từng thí sinh nhằm tránh nhầm lẫn. Ban giám khảo làm việc công tâm và nhiệt tình, cô nói. Sau sự kiện họp báo công bố vương miện, các thí sinh gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho đêm bán kết ngày 28 tháng 9 và đêm chung kết mùng 1 tháng 10. Ngay sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2022 chỉ có vài ngày chuẩn bị trước khi lên đường sang Indonesia, tham dự Miss Grand International 2022 vào mùng 4 tháng 10.